Ra cái khu resort này rất là rộng, đi lại là bằng những cái chiếc xe như vậy, có thể đi tắm biển và nghỉ ở đây, khách sạn ở đây. Nó thấy một đồi núi cao như vậy đó, quá là đẹp luôn. Nó từng tòa nhà như vậy. Đó, cảnh sát bãi biển luôn, có các cái khu tắm riêng nữa, quá là rộng luôn. Bên mấy thằng rác chạy xuống đó mình luôn. Thì anh Tý nói tưởng đâu mình chưa về thì anh ghé chơi, mà nếu mà mình về sớm thì thôi anh ghé. Dạ, tại anh đi chờ khách đó, anh đón khách đang ở Suối Hồng á. Dạ. Gia đình mình muốn tập một tấm đúng rồi đó. Rồi bây giờ em không can ngắn lên. Thank you.
đây là villa 2 phòng ngủ thì một đêm nó dao động khoảng từ 9 đến 10 triệu một đêm. 9 đến 10 triệu. Dạ, còn những phòng mà deluxe, dream deluxe thì một đêm nó khoảng 3 triệu. À. Còn villa mà 3 phòng ngủ thì một đêm nó khoảng 16 đến 17 triệu. Để theo mình giai đoạn là trong tuần hay cuối tuần. À. Santara Miguel thì sống ở đây. Chị vẫn đang chim mắt. À, tôi là chim. Yeah. Em làm đây lâu chưa? Dạ, em làm được khoảng gần 3 năm. À, khi mà bắt đầu nó vô, dạ, khi mà rồi. Nó bắt đầu hoạt động luôn đó. À. Cái xe này hoạt động khai trương lúc tâm dịch. Dạ. Vậy là xong thì chỗ nó khai trương luôn. Dạ. Cái kia là tháp Faro, là ngọn hải đăng, là chiều cao nó khoảng là 30 mét. À, mình có thể đi theo máy mình lên mình tham quan ở trên đó và mình thấy là nhìn hết toàn cảnh cái vườn Bụi Né này. Ừ. Không dịch có em hướng dẫn viên du lịch cho biết rành hết á. Dù mình nhân viên ở đây quá. Không phải biết cái lịch sử của nó thì mình mới nói được hết. Dạ đúng. Tại vì anh có một cái kênh đó là YouTube. Dạ. Anh muốn đưa cái này đi lên cho cách cho cách tây nó về nó vô cái gì sọt thì nó ở. Tại cái sọt này là một hoạt động mình di chuyển bằng xe điện hết, không có đi xe máy khỏi tiếng ồn ảnh hưởng tới khách. Ờ đúng rồi, giống như khách nó muốn đi đâu là không đầu nó gọi. Dạ đúng rồi, đi tới mình rước. Chứ thà nó đi bộ được. Dạ. Xa rộng mà cái diện tích nó quá rộng. Dạ. Cái này là do ai đầu tư em? Dạ, do chụp tập đoàn Nova. À. Nova lên. Ồ, oh, Nova. Chủ đầu tư người Việt Nam. À, chủ đầu tư là người Việt Nam luôn. Dạ. Còn đây là dòng sông mạnh nối liền giữa các phòng luôn á. À, vậy bước ra là tới hồ bơi luôn. À. Hồ bơi dài. Tiện lợi cái là mình ở đây đúng không? Mình bước ra còn hồ bơi luôn, mình ra tắm thoải mái luôn. Kiểu không cần phải di chuyển đâu xa. À. Cái này khách của mình là khách nước ngoài hay khách dạ, Việt Nam? Là khách Việt, nói chung là đủ loại khách luôn. À, đủ loại khách luôn. Cái số giờ hàng quá thì cái ở nhiều. Người hỏi em này, hỏi là giống như mình vô đây á, mình không có ở đêm đó, mình vô mình dạo du lịch chi chơi tắm rồi đó. Dạ, đi, đó. Là nó sẽ bán vé cho mình. Ờ, nó bán vé như thế nào em? Dạ, một vé là 300 ngàn một người. À, là chỉ là vui chơi với tắm thôi. Ở trong đây thì nó có đầy đủ dịch vụ hết như spa rồi ăn uống này nọ cái kiểu. Khu vui chơi trong nhà, khu vui chơi ngồi. Cái đây mình đi thẳng ra đường quốc lộ luôn, đây là cũng là cái khu vực mà để mình check-in luôn nhưng mà chuyên về khách đoàn nhiều hơn. À. Dạ. Nãy mình vô đây phải không? Dạ không, cái đó là đường khác. Đường cái đây là đường bỏ cái giáp. Cái lần này mình đi đường này về bên biên giới rồi, xuống dốc mình đi rồi. Năm ngoái vậy là cái đứng ở dưới dốc chụp lên. Đâu có biết nó rộng vậy đâu. Nó đứng dưới dốc thấy đẹp mà chụp lên. Trời xây đẹp ha, có dàn hoa giấy hoàn hồn. Thank you.
À. Đây là chỗ khu vực amphitheater, có nghĩa là sân khấu ngoài trời biểu diễn show ca nhạc là thời trang thì mình sẽ tổ chức ở đây. Còn hai hôm nay thì người ta sẽ làm mấy cái chơi tiburin nữa cho những khách đoàn, tại vì người ta đang xếp đất đó. Tại nó rộng quá, chân rộng mà mênh mông luôn. Dạ, chủ yếu là tiếng Việt và tiếng Anh thôi. Chủ yếu tiếng Hoa thì cũng biết không? Dạ. Được tiếng Anh là được rồi. Ai đi về cũng cần biết chút về tiếng Anh nữa. Cơ bản cách làm cũng... Gì? Mình xuống nè. Biết rồi, anh đang quay mà. Thì... Chắc nhân viên dọn phòng, nhân viên làm ở đây cũng nhiều chứ hả? Nhân viên gần cả 1.000 người. Đúng hả? Dạ. Thời điểm cao nhất là nó có 1.001 nhân viên. Đây sức chứa nó còn có 2.500 khách nên đến số, số lượng nhân viên lớn như vậy mới đáp ứng đủ nhu cầu. Đẹp quá. Này tối là thể thao, là sáng dậy mình tập thể dục, mình chạy bộ là tuyệt vời. Mình đang di chuyển tới hồ Bơi Vũ Cực và tới nhà hàng Mondo. Đây là mình đang di chuyển vô những khu tiện ích của dì sầu. Đây là khu vui chơi trong nhà, chơi pudding hay cao kê hay này nọ. Còn bên kia là khu vui chơi ngồi chơi dành cho con bé dưới 6 tuổi. Rồi có mướn xe đạp, mướn gì luôn. Rồi bây giờ mình có muốn đi bơi thì chia chỗ cho mình thay đồ rồi mình bơi. Rồi xuống đến, nếu mà mấy bạn mà nhân viên mà sơ bên support có hỏi mình ở đâu thì mình có là mình đang trong quá trình đi chờ nhận phòng chị ha. Chờ nhận phòng. Mấy bạn mà